giờ dằn câu kiếm mồi qua sống qua ngày chứ giờ bảo đảm là không có đồ ăn rồi đó, hết không có mang theo gì hết. Giờ được con nào lên là nấu con đó nha. Đây bún là chuẩn bị chỗ tài. Nấu món gì đi bố? Nấu cháo cá, cháo tôm. Có cá không? Cá lên để cháo tôm cập nhanh. Đừng cá câu thôi à? Dữ không? Cua câu cá 3 tiếng đồng hồ rồi, chứ không nào ăn hết. Giờ chỉ có lên ăn chảo đỡ. Hả? Chỉ lên chảo bún nấu vừa rồi, chảo bò. Lấy một con cá là một con tôm. Bò với tôm trộn lại thành chảo ấy. Ăn tắc. Chảo này là chảo đường thủy anh ạ. Anh này là lái tàu, anh tên gì anh? Ái. Anh tên Ái, à, đúng rồi, tên Ái, anh Ái ở Đà Nẵng nha. Ngoài kia có chiếc tàu chạy dữ kìa. Một chiếc này chạy dữ luôn. Này giờ dạng như là rocket đấy. Ghê không? Nghe bồ đó. Đã không? Chỗ nào lý tưởng mình chỗ này không? Đây thả cần ra câu cá, nhìn sướng lắm, không dính nào hết. Nó nhảy kìa. Ui trời 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 trời. Washington à, New York lạnh lắm. À, mấy ông thằng về đó. Mấy ông thằng đang chạy về. Cười. Ba ông mập đi sao đói. Mập quá đi không được. Có không anh? Có chứ không có. Đây được cứu viện rồi. Giờ đem thịt bò ra nướng nè. Có cả thịt gà nữa. Rồi lửa chuẩn bị đây. Giờ thì hai dừa nữa là xong. Anh em đây 10 người. Thì bữa nay đây có khoảng chừng chục cây dừa. Có giờ có nhiều dừa thì hái uống tạm để sống qua ngày chứ. Nguyên ngày hôm nay survival không có gì ăn hết. Ăn dừa đỡ chứ. Ủa, một trái. Hai trái. Này mình hái dừa xuống cho nó nhẹ cây chứ. Nó đu đu mấy trái này cho nó cây nó nặng. Có David không có dừa không còn trái nào hết chứ. Các bạn ơi, ở đây cũng có quê nha các bạn. Trời ơi. Bởi tay. Quay bỏ lên mạng. Bởi tay. Muốn cắt món gì bố? Đây ăn cho hết rồi đây đi. Đây nè, món ốc trời Tây. Hủ sực, hủ lèn, hủ tiêu. Ốc này anh luộc với cái gì anh nhỉ? Thôi. Anh lấy cái gì anh luộc? Ốc luộc với lại nước dừa. Dừa. Rồi. Ốc luộc nước dừa. Sashimi hả? Không, sashimi cái này chín rồi. Lấy cái sashimi đây, chúng tôi ghép bỏ vào đây một tí. Anh cũng đi ra ngoài mai đá nè hả? Dính đá. Đá nè. Đá nằm đâu anh? Thấy không? Thấy luôn á hả? Anh ra để em đẩy xuống. Nếu mà thấy mình làm sao chục đá nó bể thôi. Giờ chục đá không bể. Đâu? Đâu? Đá dính cho ngay chân vịt đó. Vậy mà lấy ra không được hả? Sau khi nằm yên nữa rồi. Kéo con này ra ngoài thì nó sẽ bị dướng cục đá trong. Dưới cục đá sau trong thì mà, lật lên lại. Sau khi mà ông Hoàng Văn Bốn chuyên gia lái xe hai cẳng người Việt Nam sang đây lái con
này vừa lên cái nó đóng vào cái là dính luôn. Không rồi. Thế là nãy em bốn lên là bị dính hay là em chưa lên dính? Em đang lên đường mô. Khánh lên dính chứ. À. Cái thằng này nặng quá. Rồi lên đường. Rồi, ai lên xe đi. Ngon, nghe nổ là biết ngon rồi. Ngon, nghe nổ là biết ngon rồi. Bố mày múa cũng được lắm ấy. Đấy, bây giờ cho anh bốn đi chạy về nhá. Thôi, nghe thằng. Em nói là làm xong rồi mà. Đây khách cho Bentley về đó. Đúng không? Chạy lẻ được. Ra ngoài xíu, ra ngoài xíu chạy lẻ được. Qua cái đỏ đỏ. Đây để xem Halloween đó. Đây này tôi nó để đây này, ngày đây này, ngày 29 đến ngày 31 đây này. Đây là hai đầu bếp chính bữa nay. Món trùng hương sẽ được sắc và trưng bày bởi Hoàng Kim Khánh. Bốn là làm gì, nhiệm vụ làm gì? Bếp phó hả? Ôi ôi, bếp chính đây. Chuẩn bị cắt trộn. Trong này là trộn nha. Mấy anh em ở chung một nhà về rất là vui luôn. Nhà này có 8 phòng nha. Có tùm lum game hết, để Long quay cho mọi người xem nha. Thứ nhất, cái này là game bowling.
nó bằng mấy cái này nè, để mình slide nó thôi. Đó, nó dưới nó có cát, nó chạy như vậy đó, mình bỏ cho mấy cái banh lên thì đằng kia người ta quấn ngược lại. Đó, như vậy đó. Như vậy. Rồi bên này là banh thảy lên để ăn số. Đại khái là như vậy. Rồi ra đây tiếp tục. Điều tiếp. Đây con làm pizza. Sau này thì có cái ping pong nè. Sau bên này có bi lắc nữa. Vậy thôi. Còn đây là phòng khách. Em làm nóng không em? Nóng à? Nó gấp ra. Mềm thôi, mềm. Đây là một chôn hương. Ui. Ôi trời ơi. Nhìn con mập không? Nhìn ngốc luôn. Như rồi đấy không ạ? Cái đó chung nêm thử coi. Nêm nêm rồi múc ra tô đi. Xong chưa? Xong chưa? Ủa, ông cũng sợ dinh văn áo cái lấy cái đồ che kìa, dễ sợ chưa? Đây tàu thương này không ạ? Hả? Đi đi anh. Đúng không đây? Rất nhiều. Chín chưa nói? Chắc là chưa chín đâu ơi. Em có vẻ sợ chưa chín á. Chín rồi mà. Chín rồi, chín rồi, chín rồi. Thôi sắc đi, sắc đi, mọi ăn rất ngon. Chín rồi em. Chín rồi. Được chưa? Hơi đỏ đỏ đó. Đỏ đây. Đỏ. Đỏ. Xong rồi. Đó mà ăn. Đấy. Chết liền. Đó, sao đổ ra rồi. Đây món trộn đã ra đây. Em ơi. Bốt. Sức thử miếng coi trộn Mỹ với lại trộn Việt Nam nó khác nhau chỗ nào? Nó khác nhau, trùng Việt Nam thơm hơn, trùng Mỹ hôi hơn. Không phải trùng Mỹ nó to hơn trùng Việt Nam hả? Vô. Vô, vô. Đã biết rồi. Đi đi. Vô, 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 vô. Trời ơi, thương chưa. Bốn tập lại chiêu thức vừa rồi. À đây là chiêu thức của chân kinh á. Đây nào. Cứu ông chân kinh đó hả? Người ta chủ yếu bằng hơi thở thôi. Đã rồi. Để tay vào. Bắt đầu đưa lên. Hít thật sâu vào. Bắt đầu đưa xuống. Đến đây là phải mày đi em nấu phở nè, hết đi chưa? Mua chưa? Mở mắt ra cái là xong rồi, đây có thịt chuồng nè. Nào, cười xem phá nào. Ê, ôi trời ơi, vitamin. Ngon lắm. Ngon. Đây. Bỏ cái cho mọi người chấm. Cô sang cái kia vì không phải hả? Ôi giời ơi. Đưa ai trang điểm cho. Này bỏ miếng sao này? Hai chị biết tỏi cái này nhờ. Đêm qua chị dậy thì nấu. Sao mà chị tắt bếp đi. Ai mình bắt quý tín hình quá. Nhiều thứ luôn. Chị đang bớt. Đi đi. Ấy đầu của ba có tóc à? Không hơn chứ. Mà xuống thì vậy không? Đây là chiếc bự nhất thế giới.
wonder of the world, wonder of sea. Hút giật lắm. Khi mà sang đây chơi là anh cho tôi ngồi đằng trước để tham quan đấy, nhưng mà ở Mỹ này họ có bằng cấp nhưng về vấn đề khoa học. Ở dưới chân thì anh ấy đã quá trời đồ nghiên cứu quá trời đi xe ngồi kiểu này đó. Thì, ai vì đang còn nghiên cứu khoa học xúc con ghẻ. Trời ơi. Mình thì không biết con chứ. Đồ ba nó chuẩn bị lắm mình tưởng thật không được. Đó cứ ngắt rồi kéo rồi kìa đó. Đó, ồ bự lắm, bự. Đây nè, đây nè. Đây nè, đấy. Có thật chứ đùa đâu. Bỗng thử bỏ tay cho nó, chẳng thử cho nó đau không? Bỏ nó trước tay luôn này. Thử mẫu đó. Thử coi. Thùng tay. Thử coi, bỏ thử coi, em coi coi. Quay, đang quay phim nè. Nghe em đốn thường. Thử, không đau đâu. Thử cho anh coi. Quất. Nó đang cắn làm gì lắm. Đấy, em bảo này, bây giờ cắn nó cặp một phát nhé, cầm bẻ luôn thì không đau nữa. Không mất hay. Ờ mất lại mất hay à? Mất hay. Đây để nguyên đi. Cắn cầm bẻ luôn. Rồi cho cắn thử coi. Nè nên. Ô cắn đâu rồi, con cái nón đồng gì cắn. Nón cắn nhìn kìa. Đâu làm được cái nón. Bật tay vô coi. Bật tay vô coi. Bật coi tay nào mạnh hơn. Ui, đi bơi à em? Ui dồi ôi,
Úi dồi ôi, sexy hot, sexy má. Chị bơi hả? Hả? Bơi hả? Em cản chị không? Thôi em cản chị đấy, chắc chắn là cản đấy. Không được. Anh kêu bốn bật tay dương cút. Trên tay cứng. Ôi, Khánh. Chị bảo, cái áo của em mặc á. Phải sâu dưới, phải sâu dưới trước. Phải sâu ở dưới trước. Sâu tuốt ở dưới luôn. Không, dỡ lên, kéo lên. Từ Khánh, từ chưa tới đâu, nó còn xa lắm. Ủa, nó đang kéo vô, đang kéo lên. Nó đang gặm kìa. Nên dần đi, con ấy, con nó chạy rồi. Con to vậy, nó vẫn còn nằm kìa. Lòn lòn ở dưới được rồi đó, từ dưới nha. Từ dưới nha. Nó mà mất phí lắm đâu Khánh. Một thằng kéo, một thằng cầm á, để biết. Mà nó hồi hộp. Hút hình rồi ông ơi. Ôi giời mẹ phí đi. Ui giời ơi. Này là kéo con ghẹ lên mà 5 người ngồi coi, 6 người ngồi coi. Thằng nào mà dớt lên mà không dính là thế nào cũng bị chửi. Cần lên bị bấm. Thiệt luôn. Nãy Khánh là bị chửi một phát rồi, giờ tới ông David. Bây giờ dao mình cái giờ không dám cầm luôn mà. Rồi hạ xuống em chui xuống dưới David. Sắp xuống xíu. Rồi Khánh kéo lên trên, mình giờ hướng dẫn thôi chứ mình không dám đụng. Rồi chắc là nó nhẹ rồi. Thôi. Nó mà nhẹ là xong rồi. Vẫn còn đúng không? Này nước nó bị sóng mình không nhìn thấy, chứ nãy nhìn thấy rõ lắm. Đó, nó kéo đi á. Đó, lên thấy rồi đó. Nó ra đó, nó bé thôi. Còn cãi lộn nữa. Đang đó. Đây vô. Tụt rồi. Chạy. Tại con Linh đứng đó đó. Khánh câu cá không được, giờ lấy cần câu câu nhà nè. Lạ lắm luôn. Được không? Đức à hả? Được. Bye bye con trai. Úi giời ơi, nay đưa con trai về trước xong rồi cả nhà lên đường đi New York nha. Đây Trung đang để giữ xe để không bị cảnh sát nó bắt. Giờ mình đi vô trong. Đưa Bentley đi về trước. Đi. Bye. Xe người ta đi qua lại. Đúng thật đấy. Thì Trung Huyền lên đường. Nãy là Bentley với lại Davis. Bốn không nở xa, đồ khóc luôn với nhà khóc. Đi qua bắt con gái. Gì 5.000 đô. 5.000 đô đi qua bắt con ngang. Không có cửa bắt đầu cưng. Con ngang thứ nhất nó biết bơi, thứ nhì nó biết bay. Rồi xong rồi. Thứ ba nó biết lái. Nó trên kia mà. 5.000 ăn mà dễ à. Nước trong quá ha. Trong veo luôn á. Kéo lên. Có cá sấu. Cá sấu. Có cá sấu. Đâu. Kéo lên. Thấy con gì rồi? Đu có cái sao?
chết mẹ có cái sao. Đây có thang không, đi lên đi lên. Gặp con gì rồi? Này gặp con gì rồi? Sâu lắm mà. Sâu lắm mà. Ui đi, bẻ sâu lắm.